Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled. Đây là Andrew Tate. Các bạn có thể bắt gặp hình ảnh của gã này ở khắp mọi nơi. Gắn liền với gã luôn là xe sang, gái đẹp. Lượt tìm kiếm cái tên Andrew Tate trong năm 2022 vượt xa những người nổi tiếng đỉnh đám khác như Harry Phong Cách, Taylor Nhanh Nhẹn, Justin Bieber và cả The Rock. Từ khóa Andrew Tate được sử dụng trên 14 tỷ lần. Các video liên quan thu hút hàng triệu lượt xem, là khách mời của một loạt các podcast và chương trình lớn, đáng kể nhất là chương trình Piers Morgan Uncensored. Nhưng anh ta nổi tiếng không phải vì những ảnh hưởng tốt đẹp lên xã hội, mà vì những phát ngôn vô cùng cực đoan và gây tranh cãi, công khai cổ suý phạm tội và là người phân biệt giới tính. Thậm chí trong tuần trước, gã và em trai bị bắt giữ vì tội buôn người và hiếp dâm, từ đó chấm dứt chuỗi ngày lên mạng nói xàm. Vậy thì cụ thể Andrew Tã Tề là ai, gã nổi lên từ đâu mà lại có thể thâu tóm được sự chú ý của cả thế giới trong thời gian qua? Và quan trọng hơn cả là sự xuất hiện của hắn nói gì về tình hình thế giới, đặc biệt là về truyền thông và mạng xã hội? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Minh HD đã được đăng tải trên website Spider Room nha. Nhớ ở lại đến cuối video bởi vì từ giờ chúng mình sẽ bổ sung thêm phần bình luận từ người dùng Spider Room nữa, đặc biệt là ở những chủ đề tạo nhiều tranh cãi như thế này. Còn nếu bạn tò mò quá thì hãy tua nhanh đến mốc thời gian này luôn nha. Đầu tiên, để hiểu rõ về nhân vật này, chúng ta cần biết gã đã sinh ra và lớn lên như thế nào. Emory Andrew Tate đệ tam sinh ngày 1 tháng 12 năm 1986 tại Washington DC. Cha của anh, Emory Tate, là một cựu đô vật. Ông đã có một khoảng thời gian ngắn tập luyện các môn võ khác nhau cho tới khi tham gia vào quân đội và dần trở thành một kỳ thủ cờ vua có tiếng. Chiến thắng giải đấu cờ của quân đội vũ trang Hoa Kỳ 3 lần. Ông nội của Andrew Tate, theo lời của gã, cũng là một chuyên gia cận chiến ở vùng Georgia trong Thế chiến II. Chính xuất thân này đã giúp Andrew Tate hình thành tư duy đấu tranh, chiến lược từ nhỏ. Để rồi khi mới 5 tuổi, Andrew Tate đã tham gia vào các giải cờ vua dành cho người lớn và cân kèo với các đối thủ khác. Ngoài thông tin kể trên, chúng ta còn có một phiên bản câu chuyện xuất thân khác, khả năng cao là do chính Andrew Tate thêu dệt nên. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Theo đó, mẹ của Tate đẻ muộn 2 tuần so với dự kiến. Ngay vừa khi lọt lòng mẹ, gã đã biết thở bằng mũi. Tate không hề khóc lấy một tiếng, kể cả khi vị bác sĩ đỡ đẻ bấu nhẹ vào chân. Trong suốt tuổi thơ, Andrew không bao giờ khóc để đòi hỏi sự chú ý. Thay vào đó, gã sử dụng những tiếng cau nhau để cho người khác biết rằng mình đang đói. Ngay cả khi Tate biết đi, anh đã được dạy cách để tự vệ. Khi thằng bé vừa mới học cách giữ thăng bằng, cha của anh sẽ đẩy con mình cho nó ngã, mỗi ngày một mạnh hơn. Trong một lần quá đà, Andrew bị đá bay ngang phòng, suýt nữa thì đập đầu xuống đất. Việc tập luyện ấy cuối cùng cũng mang tới thành quả khi Andrew biết tự dùng tay đỡ thân mình khỏi cú ngã. Khi mà ông Emory Tate đã hoàn thành kỳ nghĩa vụ quân sự, ông đã phải làm khá khá công việc để nuôi sống gia đình, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ đảm bảo cho gia đình có một cuộc sống đủ đầy. Với tình hình tài chính căng thẳng như vậy, gia đình Tate chính thức bị tan vỡ. Cuộc ly hôn diễn ra khi Andrew Tate mới 10 tuổi. Anh cùng mẹ và em trai Tristan Tate tới Anh Quốc để sinh sống. Không còn cha ở bên cạnh, Andrew nhanh chóng trở thành trụ cột của gia đình. Ngay khi đủ tuổi để đi làm theo luật pháp, Andrew phải đi làm khuân vác cho một cửa hàng cá đông lạnh, chuyển 36 cân bằng tay không mỏi mỗi ngày từ lúc 5 giờ sáng. Sau đó đi học cả ngày. Vào ngày nghỉ, Andrew quay trở lại tiệm cá để rèn giũa kỹ năng dùng dao bằng cách lọc xương từng con cá một. Sinh sống ở London, Andrew và Tristan luôn bị chê giễu bởi những đứa trẻ bản địa khác chỉ vì hai anh em nhà Tate nói giọng Anh Mỹ. Cũng bởi vậy mà người mẹ cho tất cả những đứa con của mình, bao gồm cả Andrew, Tristan và một người em gái, theo học những khóa huấn luyện chiến đấu để có thể trở nên cứng cáp hơn. Andrew vốn đã có sẵn những kỹ năng thượng thừa được thừa hưởng từ ông và bố, nay đã được rèn giũa thêm khiến cho anh trở thành một bậc thầy kickboxing, tạo ra hẳn một phong cách chiến đấu riêng cho mình có tên là Tate Shanaki. Đến đây thì câu chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái. Tate nói rằng anh đã lên núi Võ Đang ở Trung Quốc, học hỏi, tập luyện và thiền tụng ở đó đến hàng thế kỷ để lãnh hội cấm thuật. Sau đó anh trở lại với cả nước Anh, tham gia vào chiến dịch quảng bá cho cá nhân để bắt đầu gây dựng sự nghiệp võ sĩ. Các bạn hãy tự đưa ra đánh giá cá nhân về độ xác thực của thông tin này nhé. Sau khi trở về từ núi Võ Đàng, sự nghiệp trên võ đài của Tate tương đối thuận lợi khi anh liên tiếp giành được các danh hiệu lớn. Năm 2009, giành chức vô địch ISKA cho nhóm hạng cân nặng, đạt hạng nhất ở khu vực châu Âu. Cho tới 2011 thì đạt thêm danh hiệu vô địch ISKA thế giới.
năm 2013, vô địch ISKA thế giới thêm một lần nữa, biến anh trở thành nhà vô địch ở hai hạng cân khác nhau. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Tech một lần nữa lên võ đài năm 2020 trong giải KO Master 7 và có được chiến thắng cuối cùng cho tới ngày hôm nay. Với từng ấy danh hiệu và kinh nghiệm thực chiến, chẳng bất ngờ khi một khoảng thời gian sau, Andrew Tate gạ kèo đấm nhau với Jake Paul chẳng vì lý do gì cả. Và cho tới nay, Jake Paul vẫn chưa cho Tate trận đấu mà gã muốn. Cái tên Andrew Tate bắt đầu được đại chúng biết đến khi gã tham gia vào show truyền hình thực tế Big Brother, hay còn được biết đến với cái tên là show Người Giấu Mặt ở Việt Nam. Ở đó, Andrew Tate thể hiện rõ cá tính có phần hơi thái quá của mình, tự nhận mình là một kẻ thông minh hơn đa số và chẳng ngán thử thách nào cả. Và đúng là Tate sử dụng tài chiến thuật của mình một cách tương đối hiệu quả để có lợi thế đối với các đối thủ khác. Nhưng Tate bị đá ra khỏi show giữa chừng vì vướng vào một scandal cá nhân. Một đoạn video bị rò rỉ cho thấy Tate đang đánh bạn gái cũ bằng một chiếc thắt lưng già. Sau này, cả Andrew Tate và cô gái trong video đều phân trần trên Twitter: "Nó chỉ là trò đùa của chúng tôi. Chiếc thắt lưng ấy là giả, nghe tiếng rất to nhưng thực ra không đau tí nào đâu. Họ cũng đã cắt đi đoạn chúng tôi cười với nhau ở phần sau của video." Nhưng có vẻ dư luận không mấy mặn mà với những lời đính chính này. Andrew Tate vẫn đi vào lịch sử với tư cách là một kẻ vũ phu, và thậm chí họ còn có thêm nhiều lý do khác để làm như vậy. Tate là một gã nghĩ gì nói ấy, dù những suy nghĩ có sặc mùi định kiến đến đâu. Gã cho rằng trầm cảm là không có thật, phụ nữ cần phải có trách nhiệm với bản thân để không bị xâm phạm tình dục. Đỉnh điểm là khi scandal lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein đang xuất hiện trong trang nhất ở mọi tờ báo, Andrew Tate đăng một dòng trạng thái mang tính đổ lỗi cho nạn nhân và công khai ủng hộ kẻ hiếp dâm. Phụ nữ đã và đang sử dụng cơ thể của mình để đổi lấy những cơ hội nâng cao vị thế của bản thân. Một vài người đàn ông đã chấp nhận trao đổi và mang đến cho họ những cơ hội mà họ muốn, vì vậy không thể nói đó là lạm dụng được. Không mất nhiều thời gian để Andrew Tate bị Twitter và cả những nền tảng khác nữa cho bay màu. Ấy vậy, sau hàng loạt các lùm xùm và cáo buộc, tại sao Andrew Tate vẫn trở nên nổi tiếng và được theo dõi bởi rất nhiều người? Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bkíp hướng nghiệp người trong một nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Để lý giải câu hỏi này có hai cách giải thích hợp lý nhất. Đó là bởi bản thân những gì mà Andrew Tate đại diện cho và sức lan rộng quá mạnh mẽ bởi mạng xã hội. Sau khi bị cấm khỏi Twitter, Tate đã cố gắng xây dựng lại tài khoản của mình. Đồng thời, anh đăng tải rất nhiều những hình ảnh bóng bẩy của bản thân, quảng bá lối sống xa hoa mà mình đang có. Tư tưởng top G, thượng đẳng cũng bắt đầu được truyền tải. Andrew Tate theo chủ nghĩa nam giới cổ hủ, tức là một người đàn ông là phải mạnh mẽ, độc lập, không được thể hiện bất cứ điểm yếu nào, phải có sức mạnh và trách nhiệm để bảo vệ cho người phụ nữ của anh ta. Ở trong xã hội ngày nay, bất cứ nam giới nào cũng muốn được thành công. Một trong những dạng thành công mà nhiều người hướng tới là phải có lắm tiền nhiều của, phải có nguyên cả bộ sưu tập xe sang, phụ nữ đẹp vây quanh và bầu bạn hàng đêm. Và đó chính xác là hình ảnh mà Andrew Tate đang xây dựng và truyền bá. Chẳng lạ gì khi gã nghiễm nhiên trở thành một hình mẫu để rất nhiều người hướng tới, dẫn dắt những người đàn ông muốn kiếm tiền, thu hút những cô gái và thoát khỏi thế giới ma trận, nhàm chán, lặp đi lặp lại thường ngày mà Tate vẫn thường nhận định. Thậm chí khi bị bắt, Tate còn đổ lỗi cho thế giới ma trận này chứ không nhận sai lầm về bản thân. Nhưng tất nhiên, bản thân tư tưởng ấy cũng có mặt trái của nó. Tate cho rằng nếu anh có trách nhiệm và cung cấp đầy đủ những yếu tố cần thiết cho người khác thì anh cũng sẽ có quyền làm bất cứ thứ gì mà anh muốn với họ. Anh công khai mình là một người phân biệt giới tính và ghét phụ nữ, cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà, không biết lái xe, bị phụ thuộc bởi đàn ông và thuộc quyền sở hữu của đàn ông. Và câu chuyện chẳng có gì đáng nói, vì suy cho cùng, Tate cũng chỉ đang như các người có tầm ảnh hưởng khác đang tồn tại khắp nơi trên Instagram và Facebook. Nghe thì nghe, không nghe cũng chẳng sao. Nhưng Tate là một gã khôn ngoan và hắn biết luật chơi của truyền thông để biến nó thành vũ khí lợi hại của bản thân. Vì vẽ ra một thế giới màu hường và thu hút được những ai đang hướng tới nó, Tate còn cung cấp hướng dẫn đạt tới mục tiêu bằng khóa học làm giàu của bản thân. Tate thành lập Hustler University, một nền tảng mà các thành viên tham gia phải trả phí hàng tháng để nhận được các hướng dẫn bài bản về dropshipping và cryptocurrency. Các chuyên gia kinh tế gọi những gì mà Andrew Tate đang làm là nỗ lực trắng trợn để thao túng và kiểm soát thuật toán.
theo như những người đã từng tham gia khóa học, họ có thể kiếm tiền nhưng không đáng kể như những gì được truyền thông. Một số khác còn cảm thấy như mình đang tham gia một bộ máy đa cấp trá hình. Nhưng chỉ như vậy là chẳng thể nào cản được những nam giới trẻ khác có ham muốn làm giàu khi tham gia khóa học. Châm ngôn là học viên của Hustlers, bạn sẽ không còn lý do để sống cuộc đời nghèo khổ của một nô lệ sặc mùi đa cấp, nhưng vẫn đủ hấp dẫn để thu hút những kẻ ngu muội. Cho tới năm 2022, Hustlers University đã có 127.000 thành viên với mức phí là 39 bảng mỗi tháng, đem về doanh thu khổng lồ. Hầu hết những người dùng đều là những nam giới trẻ tuổi ở Mỹ và Anh. Nhưng chắc chắn khóa học của Andrew Tate sẽ không thể đạt được con số thành viên lớn như vậy nếu không có sự lan truyền rất lớn từ các nền tảng trực tuyến. Dù thích hay là ghét Andrew Tate, chúng ta đều phải thừa nhận một điều: gã là một thiên tài trong lĩnh vực quảng bá truyền thông. Chỉ 6 tháng, Andrew Tate từ con số 0 trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Hashtag chứa tên anh ta đạt hơn 14 tỷ lượt sử dụng trên TikTok, và đây cũng chính là nền tảng tạo nên sự nổi tiếng như hiện giờ của Andrew. Đối với một kẻ như Andrew Tate, chắc chắn rằng gã sẽ bị cấm khỏi các nền tảng mạng xã hội. Bởi vậy mà gã đã rất khôn ngoan sử dụng Hustlers University để tạo ra cả một mạng lưới tài khoản ảo để thao túng thuật toán của các nền tảng, đặc biệt là TikTok. Từ đó mà tiếp tục gia tăng số lượng học viên cho khóa học làm giàu và tán gái. Nhưng tại sao lại là TikTok? Xu hướng tiêu thụ nội dung của giới trẻ ngày nay hướng tới sự ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích nhưng phải kèm theo sự lôi cuốn. Điều này đòi hỏi các nhà sáng tạo nội dung phải thích nghi và thay đổi, và TikTok là nền tảng tiên phong của dạng nội dung ngắn gọn kiểu này. Những câu nói của Andrew Tate thường ngắn gọn và có tính truyền cảm hứng rất cao, bởi vậy mà hoàn toàn thích hợp để sử dụng cho các nội dung dạng ngắn kiểu này mà ai cũng muốn có một phần trong mình bánh béo bở mà Andrew Tate mang lại. Nhà nhà, người người bắt đầu cắt các câu nói của Tate, re-up chúng rồi làm lại nội dung thể hiện sự đồng tình hoặc phản đối những quan điểm của Tate, khiến hình ảnh của anh ta ở khắp mọi nơi, không chỉ còn gói gọn trong TikTok mà lan ra các nền tảng khác như là YouTube Short, Instagram Story, Facebook Reels. Danh tiếng của Tate bắt đầu lan lên tầm mà chưa một KOL nào từng đạt tới, quy đổi sự nổi tiếng ấy thành 60 triệu đô chỉ trong vòng 1 năm. Và tất nhiên, thu nhập của gã không phải tất cả đều là hợp pháp. Andrew từng công khai cùng với em mình từng cung cấp nền tảng Camgirl khỏa thân và có dễ dàng môi giới mại dâm. Gã cũng chuyển về Romania vì các quy định pháp luật về tội hiếp dâm ở đó lỏng lẻo hơn. Biệt thự của gã trở thành nhà chứa trá hình, nơi mà các cô gái bị quản thúc tại gia để làm những cỗ máy kiếm tiền cho hắn. Tầm ảnh hưởng của Tate là rất lớn, lớn tới mức thay đổi hẳn cả cái nhìn và nhận thức của rất nhiều nam giới trẻ tuổi. Vậy thực sự Andrew Tate đang là đại diện cho chuẩn mực gì, và nó ảnh hưởng tốt hay là xấu đến xã hội? Trước khi tiếp tục với Andrew Tate, tôi muốn đề cập tới một người có tầm ảnh hưởng khác có tác động tới phần lớn nhận thức của giới trẻ trong xã hội phương Tây hiện đại, Jordan P. Peterson. Ông là một nhà tâm lý học lâm sàng, cũng là một trong những người dẫn đầu trong ngành sinh vật học tiến hóa. Ông phân tích các hành vi thể chất, tinh thần của con người và sử dụng khoa học để lý giải chúng, từ đó mà đề cao giá trị của xã hội và hướng tới các cá thể theo chủ nghĩa nào đó. Theo một cách nào đó, chủ nghĩa của Jordan Peterson cũng giống như là Andrew Tate, bày tỏ một cách thẳng thắn về những lối suy nghĩ lệch lạc của các cá nhân và chỉ trích nó, ví dụ như một bộ phận nhỏ của cộng đồng theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan vậy, và từ đó mà thu hút một bộ phận người theo dõi cũng khá khá giống nhau. Nhưng Andrew Tate khác với Jordan Peterson ở việc anh đề ra chủ nghĩa lợi ích cá nhân cực đoan chứ không đặt ra chuẩn mực của xã hội để hướng theo nó. Và hình mẫu mà Andrew Tate hướng tới là hình mẫu đàn ông chuẩn alpha male trong mỗi người đàn ông mạnh mẽ, độc lập và làm chủ tất cả mọi yếu tố xoay quanh cuộc sống của mình. Hình mẫu này không sai, nhưng nó sẽ sai khi những người theo đuổi hình mẫu này bắt đầu thực hiện những hành vi sai lệch với chuẩn mực của xã hội để củng cố chủ nghĩa của bản thân. Những người hướng tới chuẩn mực này cũng không hề ít nha. Chủ yếu là nam giới trẻ muốn đạt tới thành công. Một bộ phận còn được cho rằng họ thiếu đi những người cha trong gia đình và coi Tate như một father figure để chỉ cho họ hướng đi đúng đắn. Và như đã nói ở trên, những câu nói của Tate bị cắt ngắn ra khỏi ngữ cảnh bởi các nhà sáng tạo nội dung và re-up trên TikTok và khắp mọi nơi. Những châm ngôn của anh ta không chỉ còn là những câu nói vô thưởng vô phạt nữa, mà nhiều người đã thực sự sử dụng nó là một cái cớ để biện hộ cho các hành động sai trái của mình ngoài đời. Và Andrew Tate cũng chẳng thể trở thành người vô can được khi biện hộ cho mình trên show của Piers Morgan, vì chính bản thân gã cũng đã bị bắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 bởi tội danh hiếp dâm và buôn người trái phép. Và có lẽ chỉ những người ủng hộ gã và nhóm người Taliban cực đoan là những người mong Tate được trao trả tự do.
có một hình mẫu để hướng tới, có mục tiêu để theo đuổi. Điều đó chưa bao giờ là một điều xấu. Nhưng với trường hợp của Andrew Tate, kẻ nguy hiểm nhất TikTok, chúng ta đã thấy được phần nào sức mạnh đáng sợ của truyền thông và những hệ quả nó có thể làm ra. Không chỉ là thiệt hại về tài chính, mà nó còn là sự nhận thức của cả một xã hội. Ở dưới phần bình luận của Spider Room, quan điểm nhận được nhiều ủng hộ nhất là của Hayden Lee, tác giả của hai bài viết đã từng xuất hiện trên YouTube Spider Room. Trong đó, Hayden phân tích sâu hơn nữa lý do Andrew trở thành hiện tượng có 102 trên truyền thông và mạng xã hội, cũng không quên nhắc nhở tác giả Minh HD rằng khi làm về những chủ đề gây tranh cãi thế này thì nên tìm hiểu kỹ hơn nữa. Vài người khác có vẻ ủng hộ những điều mà Andrew Tate nói, còn một bạn thì phản đối việc đặt gã này và Jordan Peterson trên cùng một bàn cân. Các bạn thấy sao về bài viết này? Và về những bình luận ở phía bên dưới nữa, nếu các bạn muốn biết thêm những quan điểm độc đáo, thú vị thì đừng quên ghé qua Spider Room để thăm nhà chúng mình nha. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace!